Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Đàn em Trần không tin sao? Không có, chỉ là tôi cảm thấy chị Diệp xinh đẹp như vậy. Những soái ca của đại học truyền thông kia quả là không có mắt nhìn. Bắt đầu ghi hình đi. Cậu Trần, mời cậu phân tích một chút về vấn đề làm sao để tư tưởng dựng nghiệp thành hành động. Đầu tiên phải hiểu được cơ bản về một ngành nghề, rồi dựng nên mục tiêu xác định, yêu cầu của bản thân cố gắng là được. Vậy nguyên nhân cậu Trần sinh ra những sở thích đó là gì? Người trong nhà sẽ không hạn chế chuyện mà tôi muốn làm. Hơn nữa từ trước tới nay, bố của tôi càng quan tâm tới việc tôi bồi dưỡng năng lực ngoài học tập hơn. Như vậy xem ra cha mẹ của cậu Trần rất là thoáng, bầu không khí của gia đình có lẽ cũng rất tốt đúng không? Cũng được, nhà tôi chỉ là điều kiện tiền lương bình thường mà thôi. 2 tiếng sau, kết thúc ghi hình, có thể kết thúc công việc rồi. Nghe nói sau đó sẽ cắt đoạn ngắn tầm 20 phút. Mới qua bao lâu chứ? 10 giây đã biến thành 20 phút rồi. Tôi có 2 câu hỏi cá nhân, chỉ là hiếu kỳ thôi. Đàn em Trần có thể lựa chọn không trả lời. Mời nói. Theo tôi biết, giá trị bản thân của đàn em Trần nghe nói đã đạt tới hơn 100 vạn rồi. Chuyển hàng hóa cho sinh viên của kiến nghiệp có thị trường lớn như vậy sao? Tôi không nghi ngờ, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tôi biết, chẳng qua trước khi trả lời câu hỏi, tôi phải hỏi đàn chị Diệp một câu trước đã. Chị có biết số lượng học sinh của Đại học Kiến nghiệp vào năm 2004 hay không? Sơ sơ là có khoảng hơn 305.000 người. Hiện tại quay lại câu hỏi ban nãy, 300.000 người mới sản sinh ra lợi nhuận 100 vạn, thật ra là một loại thể hiện cho việc vẫn chưa khai phá ra thị trường thích hợp. Ngoài ra, tôi còn có một số tiền không phải kiếm được từ trên hạng mục vận chuyển. Cậu ấy nói như vậy chính là nói rõ lời đồn giá trị bản thân 100 vạn không phải là giả. Hơn nữa, cũng tiết lộ vẫn còn những nguồn kinh doanh khác. Đàn em Trần quả thật là tấm gương cho tôi. Hiện tại lương của tôi mới được có 3.000, cộng thêm tiền thưởng 1 năm cũng chỉ có tầm 10 vạn. Như này đã là không ít rồi. Có biết bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2009 đều không đạt được mức lương một năm 10 vạn. Tiền thưởng của đài truyền hình cũng kinh thật. Cảm ơn câu trả lời ban nãy của đàn em Trần. Câu hỏi tiếp theo đề cập tới vấn đề hơi riêng tư. Ban nãy đàn em Trần nói bản thân vẫn FA. Vậy, tiêu chuẩn chọn bạn gái của cậu là gì? Tiêu chuẩn là mới make up của tôi trôi qua rồi sao? Sao lại nhìn chằm chằm mình? Không có. Không phải đàn chị Diệp hỏi tiêu chuẩn chọn bạn gái của tôi hay sao? Về sau nếu người khác hỏi tôi vấn đề này, chỉ cần miêu tả lại một lần hình tượng của chị nào được rồi. Đàn em Trần thật biết nói đùa. Cảm ơn sự phối hợp của đàn em Trần. Phần phỏng vấn riêng này của tôi sẽ lựa chọn thời gian thích hợp để phát sóng. Tới khi đó tôi sẽ gửi tin trước cho cậu. Cảm ơn đàn chị Diệp. Đã bày tỏ cảm ơn, tối nay tôi muốn mời chị ăn bữa cơm. Ăn cơm sao? Nếu chị Diệp không tiện thì thôi, để lần sau tôi quay lại kiến nghiệp lại hẹn. Đàn em Trần lại đi thành phố khác sao? Gần đây vẫn luôn khá bận, ít nhất cũng phải lấy được toàn bộ thị trường đại học của tỉnh Tô Đông thì mới ngừng lại chút. Vốn dĩ tôi còn muốn nghỉ học, chẳng qua viện trưởng Thái cùng với viện trưởng Nục đã đặc biệt chỉ thị chỉ cần quay về lúc thi là được. Như vậy sao? Vậy thì tối nay đàn em Trần phải tốn kém rồi. Không sao, đàn chị Diệp lẻ mặt là vinh hạnh của tôi. Hình như đã gặp chiếc xe này ở đâu rồi thì phải. Đàn em Trần, chiếc xe này của cậu có hơi quen. Rất bình thường, người Trung Quốc chúng ta thích màu đỏ. Màu sắc hình sáng gần giống là chuyện quá bình thường. Chị Diệp muốn ăn gì? Tùy cậu, tôi ăn gì cũng được. Ăn đồ Tây thế nào? Nếu như chị không ăn được đồ Tây thì ăn đồ Nhật cũng được. Được, cậu quyết đi. Ngại quá, không sao, cứ tự nhiên. Nghiệp vụ của chị ấy cũng bận rộn ghê. Bắt đầu từ lúc ngồi xuống điện thoại vẫn reo không ngừng. Nhưng mỗi lần chị ấy đều giải thích, đây rõ ràng
là đã làm rất tốt về mặt trình độ. Ngại quá, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Độ nóng của bít tết vừa đủ, chị nếm thử xem, cảm ơn. Đàn chị Diệp, lát nữa có cần tôi đưa chị về hay không? Đường. Tối nay tôi ăn nhiều muốn đi dạo ở dưới lầu, cậu dừng ở đây đi. Đường. Vậy đàn chị Diệp chú ý an toàn nhé. Quả nhiên là anh chàng đẹp trai lúc sáng, có lẽ hai người này là bạn đại học, sau đó cãi nhau, cho nên đàn chị Diệp mới giận dỗi nói mình không có bạn trai. Sao anh lại đến dưới nhà em? Không phải nói để hai bên bình tĩnh trước sau. Anh đã 23 tuổi rồi, có thể trưởng thành một chút hay không? Hôm nay em phỏng vấn cậu sinh viên đại học 20 tuổi, anh biết cậu ta làm việc giỏi cỡ nào hay không? Diệp ỉ, anh không thấy em trong lòng lo lắng lắm. Diệp ỉ, anh nguyện vì em mà trưởng thành, em đừng rời xa anh có được hay không? Cậu này đã nói nhiều lắm, câu này đã nói nhiều lắm rồi. Chúng ta bình tĩnh trước đi đã. Anh không cần đến dưới nhà em nữa đâu. Bạn trai cũ của cậu ở đứng ở dưới lầu thấy hay không? Thấy rồi. Tôi không muốn nói chuyện với anh ấy. Thế nào? Hôm nay cậu ăn món Tây với cậu sinh viên khởi nghiệp kia. Rất tốt. Giá trị 100 vạn cũng có lẽ là thật. Cậu ta ngoài việc thỉnh thoảng hay chửi thề, hút thuốc ra thì tính cách hài hước và quyết đoán, đồng thời cậu ấy cũng rất hiểu tâm tư của con gái. Ở bên cậu ấy rất là thoải mái. Dù sao thì nghề nghiệp của cậu tốt, có thể tiếp xúc với rất nhiều cậu trai trẻ ưu tú. Vậy mình không phải là loại phụ nữ đùa giỡn tình cảm của người khác hay sao? Người có bản lĩnh, thường thì tính cách rất nóng, lại còn hút thuốc gì nữa. Ba cậu cũng hút thuốc mà, nếu thật sự không chịu nổi. Mấy ngày trước, phó trưởng phòng chính quyền huyện cũng có được, hoặc là chuẩn bị thêm chút đồ. Đây không phải là đùa giỡn tình cảm, mà đây là chọn cái tốt nhất ở trong những cái tốt nhất. Trước khi xác nhận mối quan hệ, chỉ cần giữ mối quan hệ bạn bè với họ là được rồi. Đừng hỏi ai. Hỏi thì là bạn bè, tất nhiên cậu cũng nên chú ý nắm bắt tiềm lực siêu cấp một chút. Ví dụ như Trần Hán Thăng bây giờ, cậu thỉnh thoảng quan tâm một chút, kích thích sự thèm muốn của cậu ta, quan hệ đừng lạnh nhạt. Văn phòng Thiên Nguyên Đông Nộ. Diệp ỉ à, tôi về rồi. Tôi hỏi chút thôi, nghĩa nào là Tiểu Ngư Nhi hay sao? Cả mười mấy ngày không tìm mình rồi. Cậu về ký túc xá hay chưa? Bởi vì hôm nay có Sương lo cậu lái xe. Cảm ơn. Đường khách sáo, cậu nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon, hôm nay nói chuyện với cậu rất vui, có thời gian tôi mời cậu đi ăn. Mẹ nó, não tưởng sao lại cảm thấy giống như được nuôi lấng thế này. Một người phụ nữ sau bữa tối không để con trai đưa về nhà, sau đó lại gửi tin nhắn kiểu này, dấu hiệu của bao nuôi. Mình lại trở thành tiểu ca ca trong hồ cá của người khác, cuối cùng ai nuôi ai đây? Thực ra Diệp ỉ và Hoàng Tuệ cũng không quá giống nhau. Hoàng Tuệ thuộc loại trà xanh điển hình, rõ ràng biết vương tử Bắc thích mình, nhưng cô ta lại hơi lợi dụng sự yêu thích này mà làm hài lòng dục vọng và lợi ích cá nhân của mình. Còn trạng thái của Diệp ỉ hình như là càng thực tế hơn, cô ấy thuộc dạng người có công việc ổn định sau khi tốt nghiệp, điều kiện gia đình cũng tốt, đặc biệt là có thể gặp được nhiều dạng người trẻ ưu tú trong công việc. Thực ra rất là cha lữ, chỉ có điều Hoàng Tuệ chủ động thì Diệp ỉ lại có hơi bị động, dường như bị hiện thực chi phối, không thể nào không làm thế. Ta đây không tài, lại có thể cùng Diệp thí chủ tiếp vài chiêu. Trần Tổng, có được chuyện tốt gì sao, trợ lý không lấy được thị trường Dương Câu rồi. Còn chưa được, cấp 3 Dương Châu nhiều quá, ngày mai tôi đi xem thử. Hôm nay, không thấy Bằng Phi, tên này gần đây bận gì rồi.
Còn về việc ở bên viện khoa học kim năng đó chắc cũng sớm quen rồi nhỉ? Gần đây bằng phi thường ra ngoài tiếp khách, lúc về cả người toàn mùi rượu. Cậu ấy nói là vì quan hệ công việc. Ồ, nghiệp vụ con mẹ gì chứ? Khuôn khổ hợp tác là do lão tử tôi quyết định. Đâu cần tổng đại lý sinh viên đi nói. Tính cách của tên Lưu Bằng Phi cũng không ổn định, lúc đó cũng vì tác phong dám nói dám làm của cậu ta mà chọn chúng. Cuộc đời đã rộng mở, em muốn anh luôn tuyệt vời. Anh đã từng nói với em là một người con gái dũng cảm. Nhiếp Tiểu Vũ, tôi sắp về trường rồi, tiện đường chở cô luôn. Được thôi. Gần đây thái độ công việc của Bằng Phi thế nào? Cũng được, công việc thì cậu ấy không dám trì hoãn, nhiệm vụ ngẫu nhiên nhất thời cũng có thể hoàn thành đúng hạn. Cần tôi tìm hiểu kỹ hay không? Bản thân là cha làm có tư cách gì mà bảo người khác chứ?